Xin kính chào quý vị khán giả. Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nguồn tin từ Tuổi Trẻ, theo cập nhật, đến 14 giờ ngày 3 tháng 4 giờ địa phương, chính quyền Đài Loan báo cáo có 711 người bị thương và 77 người bị mắc kẹt sau trận động đất mạnh 7,2 độ sáng cùng ngày. Đến gần 15 giờ, số người thiệt mạng theo Reuters cập nhật là 7 người. Ông Ngô Kiện Phú, Giám đốc Trung tâm Địa chấn học Đài Loan cho biết trận động đất sáng ngày 3 tháng 4 có độ mạnh dao động từ 7,2 đến 7,7 độ theo thang Richter. Đây là trận động đất mạnh nhất kể từ trận động đất năm 1999 khiến 2.400 người chết. Theo đài CNN, Trung tâm ứng phó khẩn cấp thiên tai Đài Loan CEOC cho biết có nhiều người đang mắc kẹt ở ít nhất 26 tòa nhà sau vụ động đất mạnh sáng ngày 3 tháng 4. Theo CEOC, thành phố Hoa Liên, khu vực gần tâm chấn, ghi nhận có 15 tòa nhà đổ sập. Còn theo báo New York Times, lực lượng cứu hộ đã được điều động đến các tòa nhà bị sập ở Hoa Liên. Hoa Liên là khu vực đặc biệt dễ xảy ra động đất ở Đài Loan. Một trận động đất xảy ra ở thành phố này vào năm 2018 đã khiến 17 người chết. Động đất cũng ảnh hưởng đến nguồn cung điện của hòn đảo. CEOC thông tin, hiện có hơn 91.000 hộ gia đình bị mất điện và công ty Thai Power đang nỗ lực để khắc phục sự cố. Bên cạnh đó, một số tuyến tàu điện tại phía đông hòn đảo đã phải tạm ngưng, nhưng CEOC dự kiến chúng sẽ hoạt động trở lại vào cuối ngày. Chia sẻ với báo New York Times, ông Chen Yao-jin, 63 tuổi, hướng dẫn viên du lịch sống tại một thị trấn thuộc huyện Hoa Liên, kể ông tỉnh giấc sáng nay khi động đất làm trung chuyển ngôi nhà, nhiều chai lọ thủy tinh rơi từ trên bàn xuống sàn. Nó có vẻ khá mạnh, ông Chen nói. Tôi ra ngoài và xem xét xung quanh, trung chấn vẫn còn trong sáng nay. Tôi vẫn cảm thấy chúng lúc này lúc kia, ông Chen nhớ lại. Ông Chiu Chawen, một người dân sống ở ngoại ô Hoa Liên, cho hay động đất làm rung chuyển các ngôi nhà trong khu vực ông sống, khiến đồ sành sứ vỡ toang và lật tung các kệ. Tuy nhiên, không có căn nhà nào ở vùng thấp bị sập. Trong thành phố thì tình hình có vẻ tệ hơn, nhiều tòa nhà bị nghiêng do động đất, ông Chiu mô tả. May mắn, nhà của tôi chỉ một hoặc hai tầng nên không có gì quá nghiêm trọng, ông Chiu thông tin thêm, đồng thời cho biết hàng chục dư chấn sau đó đã khiến người dân lo lắng. Ông Derek Du Plessis, 44 tuổi, một người Nam Phi đã sống tại Hoa Liên 17 năm, kể lại sự hỗn loạn trên đường phố khi người dân tức tốc đi đón con và kiểm tra lại nhà cửa. Ông cũng cho biết nhiều con đường đã bị phong tỏa, trong khi các bức tường đổ sập xuống xe hơi. Hiện tại, mọi người có vẻ bình tĩnh. Nhưng nhiều người vẫn ngồi trên đường, họ không muốn vào trong các tòa nhà vì vẫn còn nhiều chấn động. Ông Plessis kể, theo cơ quan thời tiết trung tâm Đài Loan, hòn đảo dự kiến phải hứng chịu các dư chấn trong vòng 3-4 ngày nữa. Người phát ngôn của cơ quan này dự báo, các dư chấn có thể mạnh từ 6,5 đến 7 độ. Chúng tôi đang theo dõi thông tin này. Quý khán giả hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin nhé. Sáng ngày 3 tháng 4, trong lúc điều khiển xe máy đi chợ, chị Nguyễn Thị Dung, 30 tuổi, sống tại thành phố Đào Viên, Đài Loan. Trông thấy người dân sinh sống hai bên đường chạy hết ra ngoài, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, chị tiếp tục lái xe thì cảm nhận mặt đất lắc lư mạnh. Phát hiện động đất, tôi dừng xe, không thể đi tiếp. Cảm giác sợ hãi và lo lắng vô cùng. Tôi vội gọi điện cho người thân và cô giáo của các con, chị Dung nói. Tại trường học, con của chị Dung và các học sinh xếp ghế lên bàn, rồi chạy thoát ra ngoài sân trường an toàn. Nhìn hình ảnh con bình an do cô giáo gửi, chị mới thở phào nhẹ nhõm. Sau trận động đất mạnh 7,2 độ, khoảng 10 cơn dư chấn liên tiếp xuất hiện. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ sóng thần. Tại một siêu thị, người phụ nữ Việt trông thấy đồ đạc rơi vãi lung tung khắp sàn nhà. Hơn 13 năm sống tại Đài Loan, trải qua nhiều trận động đất, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận thiên tai mạnh như lúc này, chị Dung nói. Động đất xảy ra lúc 7:58, 6:58 giờ Hà Nội, với tâm chấn nằm ở phía đông đảo Đài Loan, tại độ sâu 15,5 km. Chính quyền Đài Loan cho biết trận động đất mạnh 7,2 độ, tâm chấn ngoài khơi huyện Hoa Liên khiến hàng chục tòa nhà sụp đổ. Tại Đài Bắc, gạch rơi xuống từ các tòa nhà cũ và một số tòa văn phòng nhưng không gây thương vong. Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường ở Đài Bắc sau động đất, trẻ em đến trường và người lớn tiếp tục đi làm. Đỗ Mạnh Toàn, 31 tuổi, sống tại thành phố Đài Bắc, cách tâm chấn 200 km, cảm nhận rõ rung lắc mạnh và chao đảo khi động đất xảy ra. Thời điểm đó, chàng trai Việt đang làm việc tại công trường ở tầng 21 của một tòa nhà chung cư cùng một đồng nghiệp, tầng trên có 6 người Việt khác. Động đất xảy ra 1 phút, sau đó là những trận rung lắc nhẹ, kéo dài suốt 1 giờ, Toàn nói. Sống và làm việc tại Đài Loan 10 năm, anh cho hay đất nước này đã sớm thiết kế những tòa nhà kiên cố, người dân bình tĩnh, xử lý khi xảy ra thiên tai. Dù đã quen với động đất tại Đài Loan, nhưng lần này có cường độ mạnh nhất mà Toàn từng trải qua.
anh hoảng loạn và sợ hãi, không thể bỏ chạy xuống mặt đất do đang ở tầng cao của tòa nhà. Sau sự việc, công trường nơi anh làm việc thiệt hại không đáng kể, vỡ vài chục viên đá, đổ nhiều khối nguyên vật liệu, công việc sau đó quay trở lại bình thường. Cũng sống tại thành phố Đài Bắc, chị Nguyễn Thị Thu Trâm, 30 tuổi, nói cảm nhận rung lắc nhiều trên đường lái xe đưa con đi học. Điện thoại của chị liên tục cảnh báo có động đất. Chưa đầy 5 giây, mặt đường chuyển động mạnh, chị cố gắng giữ vững tay lái, cho xe di chuyển chậm, song vẫn bị lảo đảo. Tôi rất hoảng sợ, lo lắng đường sẽ bị sập. Sau khoảng 30 giây, tình hình ổn định, nhưng tim tôi vẫn đập rất mạnh vì sợ hãi, chị Trâm kể. Chị Hà Trang, 30 tuổi, sống tại huyện Vân Lâm, phía Tây Đài Loan cho hay, chưa thể hoàn hồn sau động đất. Cảm giác tính mạng bị đe dọa vì liên tục 5-6 trận động đất và địa chấn, người phụ nữ Việt kể. Chị nói đã quá quen với động đất tại Đài Loan, nhưng lần đầu tiên trải qua thiên tai vừa mạnh vừa lâu như thế này. Đồ đạc trong nhà ở tầng 4 chung cư rơi khắp nơi, tường bị nứt, khiến chị càng thêm lo lắng. Hoảng loạn tinh thần, người run bần bật, tôi chỉ biết ôm hai con nằm khóc, chứ không dám nghĩ chạy trốn ở đâu nữa, chị kể. Trong khi đó, Khánh Vân, 29 tuổi, sống tại tầng 9 của một tòa nhà tại Tân Bắc, mô tả cảnh bát đĩa, lọ hoa rơi khắp nơi, cửa đóng sầm một tiếng lớn khiến cô thót tim, khung cảnh động đất như toa tàu trên cao. Ngay lập tức, công ty của Vân cho phép nhân viên làm việc tại nhà. Tuy nhiên, do bận sự kiện quan trọng, cô quyết tâm giữ an toàn và đi làm. Chấm dứt 10 lần địa chấn, cô đi bộ 9 tầng, rồi lên xe buýt và tàu điện ngầm đến công ty. Đang trên tàu thì động đất mạnh 2 độ xảy ra, tàu dừng 10 phút rồi đi tiếp. Lần đầu tiên ở Đài Loan vào khoảng 10:30, nhưng đường phố vẫn tắc cứng vì mọi người vẫn đi làm nhưng đợi qua mấy lần địa chấn. Vân kể, đến công ty, những cơn địa chấn vẫn chưa dứt. Các nhân viên cơ sở hạ tầng liên tục cảnh báo, hướng dẫn xử lý người dân đến nơi trú ẩn. Trận động đất đáng sợ nhất trong vòng 3 năm tôi ở Đài Loan, kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ chưa dứt, Vân nói. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính và bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.